Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi bẻ xài thu hoạch xài các bạn. Thì hôm nay xài trong vườn nhà mình nó cũng lớn rồi. Rồi xài cả này cũng không có giá nữa. Mình neo đâu cả nửa tháng rồi nhưng mà giá nó vẫn thấp nên hôm nay hai anh em mình thu hoạch luôn nha các bạn. Trái này là chưa hái được nha các bạn, chưa vô gam. Trái này trên 500-600 gam hết thôi nè, mình bẻ được nè. Trái này bẻ được nè. Lớn rồi nha. Thì xài vườn nhà mình là xài Đài Loan nha. Trái rất là bự các bạn. Trái một trái nếu mà đạt mà để thu hoạch đó là tầm 550 đến 600 gram đổ lên nha các bạn. Trái này như vậy khoảng 400-500 gram rồi nhưng mà chưa có thu hoạch được nha. Bình đẹp quá các bạn ơi, mình thấy đẹp quá mình ghi lại cho các bạn coi nha. Đây này các bạn, đây cây xài này nó hết mà mình quay cho các bạn coi nha. Ở đây có ba trái. Khi mình thu hoạch á, mình chạm vào trái xài, nếu mà mình bẻ tay mình chạm vào mình thấy trái xài nó nặng, nó căng cái bao á các bạn, mà cái đít nó tròn á thì là trái xài đó đã đạt yêu cầu mình hái đó nha các bạn. Đây có ba trái nhưng mà cái giữa này mình thấy nó đạt nè, mình bẻ xuống thử nha. Mình để đây ngót mình lột cho các bạn xem sao nha. Đây mặt trái nha các bạn. Đây còn trái nha, trên trái này. Trên trái này mình không chắc ăn hung á các bạn. Và mình cũng ít khi mà bẻ đó. Lâu lâu mình mới bẻ tiếp mà em mình thôi à. Đây, thấy không? Trái này non nha các bạn. Nó chưa có già. Cái đít nó còn nhọn. Bây giờ mình phải trồng cái bao lại. Trồng cái bao mình bao lại nha. Bao lại cho nó chống mấy con ruồi xanh đục đó các bạn.
do mình một tay mình cầm mình quay, một tay mình bao nên khó bao quá. Đây cho hai trái nè, cái này thì nó chưa tới gam nhưng mà nó cũng dài các bạn, mình để thời gian xa nó cũng không không được bao nhiêu nhưng mà nó lâu, rồi sợ xài nó xì nữa. Nãy giờ bé cũng lâu rồi mình ngồi nghỉ mệt xíu nha các bạn. Xài này là đạt ngay các bạn, xài này là bự lắm, này khoảng 700 g nha. Mình đang ngồi đây mình nghe cái tiếng của bầy chích bên đám sậy nãy mình nói các bạn, mình tính qua đó kiếm bắt quá mà sậy không, sợ bắt không được. Mệt quá.